Chàng xin kính chào với cô chú anh chị rất hay về đam mê sưu tầm bonsai của trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Đa Hậu Giang ạ. Và hôm nay thì xin chia sẻ cùng với cô chú anh chị mình chỗ của anh Bảo. Lần đầu tiên Bảo giao lưu cùng với cô chú anh chị là mong cô chú mình là yêu thương ủng hộ cho anh Bảo luôn ạ. Em xin phép một clip cô chú anh chị ha. Dạ hôm nay thì anh Bảo giao lưu cùng với cô chú anh chị mình khoảng hồi bán cây mai á, cô chú anh chị đa số là hàng bonsai quái cô chú anh chị ha. Dạ bữa nay thì nó đủ dáng đủ kiểu á, chú anh chị, dáng thú cũng có luôn á cô chú ha. Tầm khoảng từ 700-800 nghìn thôi tới 1 triệu ngoài thôi với cô chú anh chị. Em xin phép được cho biết cô chú nha. Anh Bảo ơi. Dạ anh chào chú Phương ơi. Dạ là đầu tiên con kính chúc cô chú cho nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Nay là con về được giao lưu cô chú là 11 phôi mai vàng, giá từ 400 tới 1,2 triệu ha. Đặc biệt có riêng em này là 3 triệu mấy ha. Dạ con làm mất thời gian, con xin vô cây số 1. Cây số 1 đến hôm quái nha cô chú. Đang quay sơ lược vòng cho cô chú xem nha. Nhỏ gọn dễ thương. Cây là để bàn nha cô chú. Xin bao quạnh đen cho chú. Ôi dữ vậy. Dạ quạnh đây được 13 nha cô chú. Dạ đế sổ là được 24. Tổng bồ đế của nó là được 66. Bán chín bầu ngang được 26. Rồi mã số 1 con xin giao lưu cô chú là 500 ngàn, con bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi con xin vô lưu cây số 2. Đây là dáng lắc nha cô chú. Đế nôm luôn. Cái này nó cũng quái quái lắm nha cô chú chị. Cây này nó lớn từ nhỏ, nó dính trong đây nè, em không, con không có khui nha cô chú. Để gì luôn. Dạ hoành ngay chí đây là được 15. Chiều bay là được 40. Đế sổ là được 22. Tổng bồ đế là được 69. Tán ngang được 25. Ủa bán kính bầu ngang là được 25 cô chú. Rồi mã số 2 này con xin giao lưu cô chú là 700 ngàn con bao ship toàn quốc luôn. Dạ, già cây lắm ạ. 700 ngàn bao ship nha cô chú. Cũng là con dáng thú luôn cô chú. Cái này chưa có vệ sinh chà rửa tắm nữa nè. Còn sình không à? Cái này cũng quái quái nha cô chú. Cái này cô chú về để bàn đẹp nha. Này không biết đo đâu cô. Nhận đo hạo nghe chị vị trí này nha. Vị trí này là được 22. Đo gì ngay vị trí đây là ngay vị trí này nữa. Mình được 14. Chiều dài của con thú là được 39. Tổng bầu đế là được 92. Bán kính bầu là được 36. Mã số 3 này con xin cho luôn cô chú là 800 ngàn bao ship luôn à. Rồi mã số 4 nha cô chú. Con thú nở trong khuyên nha, nó hơi đen nha. Con chưa có tắm rồi. Này để đơm luôn cô chú. Dạ hoành vị trí ra được 15. Tổng bầu đế là được 87. Đế sổ là được 22. 21 cô chú ơi. Bán kính bầu được, bán kính bầu được 30. Rồi mã số 4 này giao lưu cô chú 700 ngàn con ba ship toàn quốc luôn. Dạ 700. Nhỏ gọn quái cây. Này con nai nha. Thu cao cổ cũng được. Dạ em đợi.
Rồi, tiếp đây là con lên cây đỏ nha cô chú. Cái này cô chú về trồng đỏ xuống xíu là ok nha. Này được cây đổ đế nơm nữa. Con đo quạnh đây nghe cô chú. Rồi quạnh như chí này được 18. Chiều đổ già này được 33. Đế sổ được 24. Tổng bồ đế là được 63. Rồi mã số 5 này con xin giao lưu của chú là 700.000, con bao ship toàn quốc luôn. Rồi cái này em này cũng là tờ dán thú luôn cô chú. Mã số 6 thú đế nam, có cọng rễ này liền quái. Cái này về cô chú ghép vài bo để bàn đẹp lắm luôn. Già cây. Cái hoành này giờ con không biết đo, con đo nhiều vị trí cho cô chú tham khảo ha. Ngay vị trí đây là được 25. Con đo đây luôn đi. Rồi ngay vị trí này được 13. Đế nam được 26. Chiều dài của con thú này được 37. Bán kính bầu là được 38. Rồi mã số 6 này con xin giao lưu của chú là 900.000, con bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xin giao lưu cô chú là mã số 7 con thú nha. Thú mini. Chừng có cái chân này con bẻ xuống được, con để cô chú về có làm gì làm nha. Cũng có cái chân nhỏ mồi đây nè. Này cũng nhỏ gọn dễ thương nha cô chú. Dạ. Dạ ngay vị trí này được 18. Chiều dài của con thú là được 33. Bán kính bầu được 25. Tổng bồ đế là được 69. Dạ mã số 7 này xin lưu lưu của chú là 500.000, con bao ship toàn quốc luôn. Rồi mã số 8. Này có một cục rượu đen nha cô chú. Có một cục rượu hầu lô, giống như hầu lô. Được mấy cái rễ à. Được mấy rễ nơm. Rồi mã số 8. Ngay vị trí này là được 13. Đó hạ cái cũ nha cô chú. Cái cũ là được 30. Dạ đế sổ là được 16. Bán kính bầu là được 23. Rồi mã số 8 này giao lưu của chú là 400.000, bao ship là quắc luôn. Dạ, 400.000 mini để bàn của chú ơi. Mã số 9. Rồi mã số 9 nó cũng là một con thú nữa nha cô chú. Bên đây là đủ có chân luôn nha. Bên đây thì dư chân luôn. Này thú bị bỏ đói nè cô chú. Có đuôi luôn nha cô chú. Dạ hoành ngay chí này được 21. Chiều dài của con thú là tới đuôi là được 72. Đế nôm là được 24. Tổng bầu đế được 119. Bán kính bầu là được 42. Rồi mã số 9 này con xin giao lưu của chú là 1.300.000, con bao ship toàn quốc luôn. Cho một con thú luôn nha. Dạ 1.300.000, con bao ship toàn quốc.
Rồi mã số 10, một cây dáng bay nha cô chú, nghệ thuật nha. Chính giữa nó có một cục mà đẹp lắm không cô chú? Này có chủ đế thì cái rễ nó cũng xuôi theo chiều bay luôn hả? Này dán bay tự nhiên nha cô chú. Dạ ngay vị trí đây là được 24. Yếu chút nha cô chú, tính 23 nha. Còn đo ngay chí này là được 16. Đo nhiều luôn. Còn ngay chí này được 18. Tôi đo cái càng bay của nó là được 101 nha cô chú. Tổng bầu đế là được 71. Bán kính bầu là được 38. Rồi mã số 10 này cũng xin giao lưu của chú là 1.100.000. Con bao ship toàn quốc luôn nha. Số 11 của chú. Mã này là cũng là mã cuối clip luôn nha chú. Đó. Cái này bonsai nha cô chú, dán thú luôn nha. Cái này sống khỏe của chú, đâm thuộc này của chú ơi. Đế sổ non là nó bỏ tiền luôn, không có trống cách nào luôn nha. Dạ em sẽ không sống nha. Dạ hoành cái chí là được 24 nha cô chú. Dạ. Con đo củ đế đặt trên này nha. Dạ, đó là được 4. Tám ta, gì kỳ vậy? Dạ mai hay là gì đó? Dạ mai chứ, mai à. Củ đấy đặt là được 114. Dạ. Tổng bầu đế, tổng bầu đế được 107 nha cô chú. Tổng bầu đế 107. Đế sổ năm được 29. Bán kính bầu là được 60. Rồi mã 11 này con xin giao lưu của chú là 3.900.000, có bao ship toàn quốc luôn. Dạ 3.900.000 thì không có chị. Em thì khá là quá luôn á, đã lắm rồi nhưng mà cái giọng lắc này cũng hơi rất. Dạ rồi. Rồi mã clip con chính clip ha, con cũng cảm ơn cô chú đã ủng hộ con vừa qua ha. Mong cô chú ủng hộ con clip này nha, bán hết nha cô chú. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn cô chú nhiều.